Hàng năm tại Hà Nam có đến hàng trăm lễ hội được tổ chức, tập trung chủ yếu trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch như lễ hội Tịch Điền, Đọi Sơn, lễ hội Xuân Chùa Tam Chúc, lễ hội Phát Ấn Đền Trần Thương, Chùa Bà Đanh, Chùa Địa Tạng Phi Lai, Chùa Phật Quang. Những lễ hội này không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh mà còn chứa đựng những nét văn hóa dân gian trong các lễ hội truyền thống. Tôi cũng cùng với gia đình, cùng các con cháu đến đây là hưởng lại cái lễ Phật mà truyền cho con cháu mình, là đây là những cái văn hóa phi vật thể vô cùng quý báu của dân tộc. Thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nam cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khách du lịch đến Hà Nam đạt 1.800.000 lượt người. Doanh thu ước đạt hơn 1.457 tỷ đồng. Trong thời gian tới thì Sở cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh rà soát các khu điểm, quan tâm đến các kế hoạch thực hiện các đề án đã được phê duyệt. Thứ hai là nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch của tỉnh. Thứ ba là tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm du lịch, đặc biệt là hướng dẫn viên. Việc tổ chức dịch vụ phục vụ du lịch tâm linh, thỏa mãn nhu cầu hành hương của du khách trên các tuyến hành trình, khu điểm du lịch thời gian qua đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho cư dân địa phương, qua đó đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhiều địa phương.